Bài phát biểu đanh thép của đại tá Đinh Văn Nơi: Bác Trọng đi rồi vẫn còn đó, những con người sẽ nối tiếp đốt lò theo tâm nguyện của người. Mà đồng chí nào không lập công, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tham ô, hối lộ thì chúng tôi xử và điều chuyển ra khỏi lực lượng chiến đấu, thậm chí đưa ra khỏi ngành công an. Đây là một trong những vấn đề cương quyết của chúng tôi, bất kể là con cháu của ai. Tôi nói là tôi làm, bất kể là con cháu ai. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi rất cương quyết. Và chúng tôi chấn chỉnh lực lượng công an phải từ tỉnh dài xuống, từ ông giám đốc công an tỉnh dài xuống công an xã. Đây là tôi nói, đây là thật sự mà một trong những cái tâm quyết của tôi. Ông giám đốc công an, ông không ăn hối lộ thì tất cả từ trên dạy xuống sẽ không nhận hối lộ. Ông nào nhận hối lộ, lội ra khỏi ngành công an. Tôi nói cái này là một trong những cái sự tâm quyết và mục đích của chúng ta phải xây dựng lực lượng công an, phải thật sự trong sạch vững mạnh, phải vì nhân dân phục vụ. Đây là một trong những vấn đề mà tôi cũng mong muốn bà con và nhân dân của chúng ta phải theo dõi và giám sát lực lượng công an. Số điện thoại của tôi luôn luôn lúc nào cũng được công bố trên là cổng thông tin điện tử của công an tỉnh. Nếu phát hiện đồng chí nào có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, hấp khách dịch, cửa quyền, bảo kê, che là bảo kê tội phạm thì cứ nhắn thẳng vào đó, tôi xử lý liền tại chỗ. Bất kể là con hay cháu ơi, tôi nói là tôi làm. Đây là một trong những vấn đề mà lực lượng công an sẽ tới đây sẽ phải vững mạnh để vì dân nhân phục vụ.